Lúc ấy trên không trung, một đạo thân ảnh bay ngược ra sau, rời xuống mặt đất lảo đảo lùi lại liên tiếp. Chính là Vương Minh Nguyệt. Từ tình huống giao thủ mà nhìn ra, Vương Minh Nguyệt sau chiêu này đã bị áp chế xít sao. Trận khí của người đã tiêu hào hầu như không còn rồi. Giờ ngươi đã không phải là đối thủ của ta. Hỏa âm quái quát lên một tiếng, mũi chân điểm một cái, chân khí đảo quanh người, lập tức lao thẳng tới. Vương Bình Nguyệt, nhìn ngươi có thể trèo trống thêm mấy chiều nữa tay của hỏa âm quái nóng bỏng ngưng tụ hỏa diễm thành vô số quyền trong khoảnh khắc đã bao phủ lấy vương minh nguyệt không xong rồi thần sắc của vương minh nguyệt trầm xuống thực lực hỏa âm quái này còn trên hắn một ít tăng thêm lúc này hắn tiêu hào hầu như không còn năng lượng căn bản không phải đối thủ của người ta tuy vừa vặn thả tín hiệu cứu viện thế nhưng mà ở đây căn bản không có người vần giường tông nào khác Người ở thành Vũ Đô muốn chạy đến cũng không kịp. Thứ hai, thành Vũ Đô cũng không có thực lực ngăn cản cường giả như hỏa ẩm quái. Vào thời điểm này, trên không trung có tiếng yêu thú chuyển tới. Nghe âm thanh này, trong mắt vườn mình nguyệt đầy vẻ kinh hỷ, đây chính là âm thanh của nhàm thứ trong tông. Ta tưởng rằng là ai, thì ra là hỏa ẩm quái. Trên không trung lại có tiếng hét to, đúng là bạch mì trưởng lão. Vừa nói xong một đạo thân ảnh lao xuống, còn có một thanh trường kiếm màu vàng trống rỗng xuất hiện, vô thành vô tức chém ra hơn 10 đạo kiếm quang. Kiếm khí vô cùng lăng lệ, cách trở không khí, gào thét đâm về phía hạo âm quái. Họa âm quái cảm giác kiếm khí lăng lệ thấu xương chém tới, thần sắc lập tức cả kinh, quyền pháp biến hóa, vô số quyền ảnh đóng bức bao phủ kiếm khí, tình hình cấp tốc lùi nhanh lại vô số quyền ảnh ngăn cản thủ ấn của bạch mì trưởng đáo biến đổi. Kiếm khí lại biến hóa tiếp. Chỉ tay kiếm khí liên tục rung rung, giống như mặt nước rung động, đánh thẳng vào vô số quyền ảnh. Công kích của hỏa âm quái bị đánh nát. Chỉ trong nháy mắt này, hai nhàm thiếu cả kinh xoay quanh trên không trung. Mọi người lập tức nhảy xuống. Mấy chấp sự vần giường tông cũng lao tới tấn công bà tên nam tự trụng niệt. Đạp, đạp. Hỏa âm quái lảo đảo lui ra phía sau mấy bước nhìn chằm chằm vào bạch mi trưởng lão vừa xuất hiện, thần sắc trầm xuống. Bạch mi không nghĩ tới người cũng ở đây. Bạch mi huynh, người tới thật đúng lúc. Hòa âm quái muốn đoạt thiên tàm bảo giáp, nếu người tới chậm một bước thì phiền toái rồi. Vừng bình nguyệt, nhìn thấy người tới là bạch mi trưởng lão, rốt cuộc trong nội tâm cũng thả lỏng. Hắn và bạch mi tuy là trưởng lão ngoại môn, nhưng thực lực của bạch mi còn trên cả hắn cũng không dưới hòa âm quái. Thiên tàm bảo giáp sao? Thần sắc của bạch mi trưởng lão nghi hoặc. Chuyện nói rất dài dòng. Lần này ta tự mình mang theo không ít người tiến vào sơn mạch vụ đô. Vừa mới đạt được thiên tàm bảo giáp thì không nghĩ tới bị hỏa âm quái cuốn lấy. Vương Minh Nguyệt lại nói. Nói nhảm. Thiên tàm bảo giáp. Người có thực lực thì đạt được. Ta vì cái gì không thể có được. Hỏa âm quái lạnh nhạt nói. Tốt cho hỏa âm quái. Đồ vật vân dương tông đạt được mà còn dám đoạt lấy cho ta xem xem thực lực của ngươi có đủ hay không. Bạch mi trưởng lão quát một tiếng, nhìn thấy thi thể đệ tử Vân Dường Tông trên mặt đất, ánh mắt phát lạnh, thủ ấn kết xuất, lập tức trường kiếm màu vàng rời tay, như tiểm điện bổ về phía hỏa âm quái. Thần kiếm kêu ong ong, trên thần trường kiếm tràn ngập hào quang màu vàng, từ xa nhìn lại, chẳng các gì một con rắn vàng đang đánh tới. Bạch mi chẳng lẽ ta lại sợ ngươi, ta đúng là muốn nhìn vần dương tông mạnh bao nhiêu. Hỏa âm quái quát lạnh một tiếng, cũng không biết hắn thi triển vũ kỹ gì. Có hơn 10 hỏa cầu lớn như nắm tay, lập tức bao phủ trường kiếm màu vàng. Trong lúc nhất thời, chân khí tràn ngập, chung quanh là đá vụn và bụi mù tung bay. Lục tiêu du ở xa nhìn qua hai người giao thủ với nhau. Bạch mi trưởng lão và hỏa âm quái, thực lực đều là cường giả vũ phách. Luận thực lực hẳn là vũ phách lục trọng trở lên, mà cường giả chính thức vừa ra tay đã có tiếng nổ liên tục. Mọi người đã sớm được bạch mì trưởng lão, phần phó, không có tùy tiện tới gần, chỉ có thể đứng ở xa xa mà quan sát. Mà bốn chấp sự Vân Dương Tông nhanh chóng rào chiến với ba đại hán kia. Bốn chấp sự Vân Dương Tông chiếm cứ thượng phong, thực lực của bốn chấp sự chừng vũ sư bát trọng, vũ sư cửu trọng. Mà ba đại hán trang phục màu đen kia yếu hơn một chút, nhân số cũng ít hơn nên tràn đầy nguy cơ. Lục Tiêu Du cảm thấy hứng thú chính là bạch mì trưởng lão giao thủ với hỏa âm quái. Hai người này mới là cường giả, hai người này giao thủ mới kịch liệt. Gần như ngay lập tức, hỏa âm quái ngưng tụ hơn 10 hỏa cầu bị bạch mi trưởng lão thúc giục trường kiếm màu vàng đánh ra một bóng kiếm. Kiếm khí lặng lệ lướt qua đánh nát hỏa cầu, trường kiếm nhanh chóng lướt ngang. Bạch mi trưởng lão tá trợ thân pháp trùng kích và thủ ấn biến ảo liên tục. Vài đạo kiếm khí phong nhận thật nhỏ đã rời kiếm bay ra, cắt vào cổ của hỏa âm quái. Thần sắc của hỏa âm quái trầm xuống, thân ảnh không chậm chút nào, nhanh chóng lùi lại. Cương khí bao phủ toàn thân, mấy đạo kiếm khí phong nhận kia đụng vào cương khí phòng hộ của hắn, tiêu tán trong vô hình. Mà sau khi chống cự, kiếm khí phòng nhận, thần sắc hỏa âm quái ngưng trọng lên, canh tay biến hóa, khi kình mang theo quyền kình đánh thẳng tới, nện thẳng vào bạch mi trường Đạo. Khi kình áp bách làm không khí nổ vang không ngớt. Dường như bạch mi trưởng lão cũng không dám khỉnh thượng. Cảm nhận được khí kình ép tới, thủ ấn nhanh chóng biến đổi. Dường như, thanh kiếm màu vàng đánh ra, trường kiếm lưu lại vòng cung màu vàng trong không khí. Một kiếm sắc bén như xuyên thủng tất cả và chạm tới quyền đầu của hỏa âm quái. Cả hai va chạm vào nhau, công kích mạnh mẽ làm cho mặt đất sinh ra gợn sóng và đá vụt bày tứ tung. Không khí thừa nhận áp lực to lớn cuối cùng không chịu nổi đã nổ tung. Bang! Bang! Không gian sinh ra tiếng nổ cực kỳ to lớn, trong phạm vi mấy chục mét, đã vụn bắn tứ tung, phạm vi này biến thành hố sâu, hai đạo thân ảnh đồng thời lui ra sau. Bạch mi, thực lực quả nhiên không tệ, nhưng mà thiên tàm bảo giáp ta phải đạt được, rào thiên tàm bảo giáp ra, ta lập tức đi ngay. Hòa âm quái lại nói, chê cười, người có thực lực kia sao? Bạch mi trưởng lão lại nói, <laughs> Vậy thì tốt, đó là mấy đệ tử mới của Vân Dương Tông à. Thiên Phú có lẽ không tệ, chết thật đáng tiếc, không giao thiên tàm bảo giáp ra, ta không làm gì được ngươi, nhưng mà chặn đánh bọn chúng, ngươi cảm thấy ta có thể làm được hay không?" Hỏa Âm Quái cười âm trầm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đám người Lục Thiếu Du, Lục Vô Song và Dương Mạn. "Hỏa Âm Quái, ngươi dám sao? Đến lúc đó, cho dù ngươi chạy trốn vào trong cổ vực, Vân Dương Tông cũng không bỏ qua cho ngươi." Bạch mi trưởng lão lập tức quát to, trong lòng tự nhiên biết rõ, thực lực của hỏa âm quái không kém hơn hắn nhiều lắm. Nếu hỏa âm quái một lòng muốn đối phó những đệ tử mới, bọn họ không cách nào mà có thể ngăn cản hắn ta được. Ta hỏi các người lần cuối, rào thiên tàm bảo giáp ra hay không? Hỏa âm quái bây giờ lại nói, nằm mơ, bảo vật như tiên tàm bảo giáp, người còn chưa có tư cách có được. Bạch mi trưởng lão lạnh nhạt nói một tiếng, vậy thì đừng trách ta không cách khí. Hòa âm quái ẩm lệ, vừa quát, thân ảnh loán lên, lập tức đưa tới đám đệ tử mới lục thiêu dụ bên kia. Người dám mà! Bạch mi trưởng lão hét lớn một tiếng, vừng bình nguyệt thân ảnh như điện, hai người một đao một kiếm trực tiếp bổ vào hòa âm quái. Hai công kích xé rách không khí sinh ra tiếng nổ âm ầm. Hòa âm quái nhíu mày bàn chân khẽ sậm vào hư không, một đạo chân khí nóng bỏng từ chân truyền ra ngoài thân ảnh đập tức nhanh hơn mấy phần, đồng thời vung tay đánh ra hỏa cầu to hơn 2 mét vào người bạch mi trưởng lão cùng Vương Minh Nguyệt. Phá! Hai người một đào một kiếm dễ dàng đánh xuyên qua hỏa cầu, nhưng mà chỉ trong tích tắc này, thân ảnh hỏa âm quái đã lao thẳng tới đám người lục thiếu du. cả người cẩn thận, đi mau! Bạch mi trưởng lão đã hét lớn một tiếng, thân ảnh lao tới, thủ ấn biến hóa, không gian tràn ngập trần khí. Bảo kiếm màu vàng rời tay, hóa thành một đạo hào quang màu vàng, như tiềm điện đâm về phía hỏa âm quái. Kiếm khí mang theo âm thành xé gió, không khí xung quanh chấn động mạnh mẽ. Một kiếm này đã toàn lực của bạch mì trưởng táo Đi mau, chúng ta không phải đối thủ đâu. Lục vô song lớn tiếng nói, tất cả người bên này đều nhìn thấy, lập tức chạy trốn thật nhanh. Lục tiêu du cũng không ngoại lệ, không nghĩ tới hỏa âm quái lại chọn ra tay với đệ tử mới của Vân Dương Tông thân ảnh nhanh chóng lao đi bỏ trốn. Nếu rời vào trong tay hỏa âm quái, kết cục có thể nghĩ, nhận định không phải là kết quả tốt đẹp gì. Hỏa ảnh chỉ Nhìn thấy một kiếm của bạch mi trưởng não ở sau lưng, hỏa âm quái khẽ quát một tiếng chìm, mũi chân điểm nhẹ trong hư không. Một đạo chân khí rung động truyền vào chân, tù ấn biến hóa, bấm tay bắn ra, nằm đạo năng lượng mạnh mẽ bắn ra ngoài, bắn thẳng vào kiếm quăng của bạch mi trưởng não. ngay lúc này, Hỏa âm quái nhanh chóng lao tới trước nằm chỉ mạnh mẽ bắn chuyên qua hư không thoáng cái đã đụng vào kiếm quang của bạch mì trưởng đáo. keng keng trong thời gian cực ngắn kiếm quang bị năm chỉ ngăn cản tuy nằm chỉ không cách nào phá vỡ kiếm quang nhưng vẫn đánh nó giạt ra không cách nào tiếp tục công kích hòa âm quái trước tiên bắt người khải đào đã thân ảnh của hòa âm quái xuất hiện sau lưng tần Thiên hạo trong mọi người tần Thiên hạo thân là linh giả ở phương diện tốc độ chậm nhất, cho nên rời lại sau cùng. Một trường ngưng tụ trước người hỏa âm quái, đánh thẳng xuống. Phá! Cũng chính vào thời điểm này, một đạo đao quang của Vương Minh Nguyệt cũng chém tới, bảo hộ trước người tần tiền hạo. Ta xem người có thể bảo hộ mấy người. Hỏa âm quái cười âm trầm, thủ ấn lập tức ngừng kết, đánh trả mấy đạo công kích. Trường ấn mang theo hỏa diễm xé rách không gian, lại công kích vào lục thiếu hộ cách tần tiền hạo không xa. Cẩn thận! thủ ấn của bạch Mi trưởng lão biến hóa trường kiếm màu vàng vạch phá không khí đánh thẳng vào hỏa âm quái hừ, hỏa âm quái hừ lạnh một tiếng thủ ấn biến hóa năm đạo chỉ quang nóng bỏng đánh ra thân ảnh của hắn nhanh chóng lùi lại mà năm đạo chỉ ấn kia ngăn cản bốn đạo kiếm quang của bạch mì trưởng lão đánh ra dây dừa với nhau thừa một đạo cắt qua mặt ngoài thân thể lục tiêu hổ khi kình nóng bỏng này làm làn ra lục tiêu hổ đau đớn hắn lão đạo lùi ra phía sau lập tức ngã nhào trên đất và bị dọa đổ mồ hôi lạnh. <laughs> Bạch mi ta xem người có thể cứu bao nhiêu người. Hỏa âm quái cười âm trầm, thân ảnh của hắn xoay tròn trên không trung, giống như một cơn gió mang theo chân khí màu đỏ máu. Thân hình vô cùng nhẹ nhàng đạp xuống đất, chân khí dồn vào chân, dựa thế lao đi lần nữa. Thân ảnh của hắn như quỷ mị lao thẳng về phía trước. Mục tiêu của hỏa âm quái lúc này là lục thiếu du. Lục Thiêu Du đã sớm thừa cơ lùi lại thật nhanh. Lúc này thấy hỏa âm quái phóng tới chính mình, thần sắc kinh hãi, trong lòng rất rõ thực lực bản thân. Dùng thực lực của mình bây giờ, căn bản không cách nào chống lại cường giả như hỏa âm quái. Trận khí tuồn ra tới mức tận cùng, Lục Thiêu Du chỉ có lựa chọn duy nhất là bỏ trốn. Thiếu Du, cẩn thận! Cách đó không xa, Lục vô song thất sắc, không có giò giữ chút nào, thân hình chuyển chuyển xẹt qua, trận khí tuồn trào bàn tay như vùng ra. Thanh Nguyệt Kiếm nhanh chóng chém thẳng về phía hỏa âm quái. Không biết tự lượng sức mình. Hỏa âm quái lạnh nhạt quát một tiếng, khóe mắt nhìn qua kiếm quang đang đảo tới. Thần ở giữa không trung, chân khí đột nhiên tăng vọt. Một đạo năng lượng cực nóng phóng ra ngoài, ngừng tụ vào ngón tay. Một chỉ mạnh mẽ đánh thẳng vào Thanh Nguyệt Kiếm. Bành một tiếng, cả hai tiếp xúc với nhau. Trên không trung có tiếng nổ vang xuất hiện. Thanh Nguyệt Kiếm rơi xuống đất. Cũng trong đánh mắt này, thân ảnh của hỏa âm quái cũng không tiếp đất, vất tay đánh ra một hỏa cầu về phía lục vô song. Vô song tỷ coi chừng. Sắc mặt lục thiêu du kinh hãi, lục vô song là vì cứu mình mà gặp viện toái. Thực lực lục vô song tuyệt đối không cách nào chống lại hỏa âm quái. Thành linh khải giáp. Lục thiêu du hiện tại không có thời gian dò dự, lập tức bố trí thành linh khải giáp. Quang thần xuất hiện vô số lần phiến màu vàng che đậy thân thể hắn lão tới. Khải sơn trưởng, chân khí tuôn trào, một đạo trường ấn màu vàng nhạt đánh ra ngoài. Tuy khí kình mang theo tiếng xé gió, nhưng so với công kích của hỏa âm quái, bạch mi trưởng đáo thì khí thế kém đi rất nhiều. Hỏa âm quái đột nhiên cảm thấy sau lưng có công kích, quay đầu lại cười lạnh, căn bản cũng không có để ý nhiều. Đối phương chỉ là một vũ sĩ mà thôi. Ở trước mặt hắn chẳng khác gì con kiến, không cần quan tâm. Sắc mặt hỏa âm quái trầm xuống, sau lưng lục tiêu du, bạch mi trưởng lão đã lào tới trước tiểu tử, tới đây cho ta. Thần sắc của hỏa âm quái trầm xuống, thân ảnh như thiểm điện biến mất tại chỗ. Lục Thiếu Du ngưng tụ khai sơn trường đánh tới, trong đội tâm lập tức cảm giác được không tốt, đang muốn thu lại thật nhanh, một giọng nói đã vang lên bên tai. Tiểu tử, thành thật một chút đi. Cũng vào lúc này, Lục Thiếu Du cảm giác hỏa âm quái đánh vài chỉ vào người của mình, chân khí toàn thân lập tức bị ngăn cản, thân hình đã không cách nào nhúc nhích. Hỏa âm quái người mau thả người ra, nếu không vân rừng tông ta sẽ không để yên cho người. Bạch mi trưởng lão hét lớn một tiếng, thần sắc ngưng trọng lên hẳn. Thiếu du, lục vô sóng thất kinh, hòa dùng thất sắc. Lúc này đám người tần thiên hạo, độc cô băng lan, thúy ngọc, dường diệu, sắc mặt đầy ngưng trọng. Nhìn thấy lục thiếu du, rơi vào trong tay hỏa ẩm quái, cũng chỉ có lục thiếu hổ là cười lạnh mà thôi. Lục thiếu du, 10 phút này trong lòng vô cùng bối rối, mình cũng không muốn chết, nhưng thực lực hỏa âm quái quá mạnh mẽ, bản thân mình căn bản không có khả năng phản kháng. Ba đường kinh mạch trong cơ thể đang bị chân khí của hỏa âm quái phong tỏa, chân khí của hắn không cách nào lưu động được như ý. Âm dương linh vũ quyết Trong lòng lục thiếu du âm thầm vận khí âm dương linh vũ quyết, hỏa âm quái dùng chân khí phong tỏa kinh mạch huyệt đạo của mình, mà âm dương linh vũ quyết có thể luyện hóa bất luận năng lượng chân khí gì. Nói không chừng, có thể luyện hóa ba đạo chân khí này đây? Thực sự là có thể. Lập tức vận khí âm dường linh vũ quyết, Lục Tiêu Du cảm giác được ba đạo chân khí nhanh chóng bị âm dường linh vũ quyết luyện hóa. Trong nội tâm bừng thầm, bắt đầu âm thầm luyện hóa. Ba đạo chân khí này không phải rất lớn, muốn luyện hóa có lẽ không cần bao nhiêu thời gian. Bạch mi, giao thiên tàm bảo giáp ra, ta thả người ra. Nếu không, tên tiểu tử này chết chắc rồi. Hòa âm quái nhìn chằm chằm vào bạch mi trưởng lão nói. Hòa âm quái, người thực sự muốn khiêu chiến vần dương tông sao? Bạch mi trưởng lão lạnh nhạt nói một tiếng, muốn giao thiên tàm bảo giáp ra, đây là không có khả năng. Thiên tàm bảo giáp không phải vật bình thường, làm gì dễ dàng giao ra. Thế nhưng mà, lục thiêu du đã là vũ giả tam hệ, lần này vào vân dương tông muốn trở thành đệ tử thân truyền cũng tuyệt đối không phải việc khó gì. Vân dương tông từ trước tới nay rất xem trọng đệ tử thân truyền. Giữa hai việc này, Bạch Mi trưởng lão cân nhắc không được, nhưng tương đối mà nói, Thiên tạm bảo giáp chỉ có một kiện, mà đệ tử thiên phú thì tốt lắm. Vân Dương Tông có rất nhiều, nhưng không đến thời khắc cuối cùng, Bạch Mi trưởng lão tự nhiên sẽ không buồn thả lục thiếu dù. Bạch Mi, Vân Dương Tông còn không có sở tới sơn mạch vụ đô và cổ vực, đừng cầm Vân Dương Tông dọa ta nữa. Ta hỏi lần cuối cùng, sao thiên tạm bảo giáp hay không? nếu không, tiểu tử này chết chắc, ta không ngại giết tiểu tử này đâu. Hỏa âm quái lạnh nhạt nói một tiếng. Hỏa âm quái, thiên tàm bảo giáp là không thể nào, người nên biết giá trị của thiên tàm bảo giáp. Như vậy đi, thả người trong tay ngươi ra, vần Dương tông ta nguyện ý cho ngươi một viên đàn dược tứ phẩm. Bạch mi trưởng lão nói, một viên đàn dược tứ phẩm có giá trị bất phạm. Một viên đàn dược tứ phẩm là không tệ, xem ra tiểu tử này, Vân Dương tổng người rất coi trọng đấy ta càng không thả người. Hỏa âm quái cười nói, một viên đan dược tứ phẩm xem như không ít, đan dược này so với thiên tàm bảo giáp, một viên đan dược tứ phẩm vẫn xem còn đắt hơn. Hỏa âm quái, người nên biết điều, thấy tốt thì lấy đi, nếu không cho dù người chạy đến chân trời góc biển, cường giả trong vân dương tông ta vẫn trả tay chủ sát người đấy. Vương Bình Nguyệt lạnh nhạt nói rõ một tiếng, <laughs> người không cần lo lắng cho ta, ta chỉ muốn thiên tàm bảo giáp, hòa âm quái lại nói. Thần sắc lục thiếu du không có biến đổi, âm dương linh vũ quyết trong người đang luyện hóa. Ba đạo chân khí kia đã bị luyện hóa xong. Ba đạo chân khí này vừa luyện hóa xong, lục thiếu du đạt được một ít chỗ tốt. Chân khí trong cơ thể có tăng cường. Nếu chân khí mạnh hơn một tia, chính mình sẽ lập tức đột phá đến vũ sĩ lục trọng. Trưởng lão, người nhất định phải cứu thiếu du. Lục vô song nhìn bạch mi trưởng lão sốt ruột nói. Thần sắc vẫn vô cùng lo lắng vô xong, ta sẽ hết sức. Thiếu dù là con của lục trung, ta cũng không thể không cứu. Nhưng mà thiên tàm bảo giáp quá trọng yếu, không thể giao ra được. Bạch mi trưởng lão lại nói, Bạch mi kiên nhẫn của ta là có hạn. Hòa âm quái đã có chút không nhịn được. Hòa âm quái, người của ngươi cũng trong tay của chúng ta, chúng ta đổi người được chứ? Lúc này sau lưng bạch mi trưởng lão, bốn chấp sự đã bắt được một đại hán áo đen. Hai tên còn lại đã bị người vân dương tổng đánh chết hỏa âm huynh cứu ta. Đại hán áo đen cầu khẩn, ai cũng không muốn chết cả. <laughs> Thực lực không đủ, còn sống dùng làm gì? Hỏa âm quái đạm mạc nói, trong thành gừng tụ khí kình, lập tức lướt tới đại hán bị vần dương tông bắt. Xuyên một tiếng, trước ngực đại hán này có hỏa diễm lướt tới, một độ máu hiện hiện ra. Tên đại hán áo đen này nhìn chằm chằm vào hỏa âm quái, trong mắt không cầm lòng ké lên mặt đất. Thật là ác độc. Người của Vân Dương Tông cũng không ngờ hỏa âm quái lại ra tay hung ác với người của mình như thế. Vốn còn muốn dùng người này để áp chế hỏa âm quái. Không nghĩ tới, hỏa âm quái căn bản không đặt trong lòng gì cả. Không thể tiếp tục được, nếu không sẽ chết chắc, phải mạo hiểm thử một lần thôi. Bạch mi trưởng lão nhìn chằm chằm vào hỏa âm quái, lúc này cũng vô kế khả thi. Đột nhiên bạch mi trưởng lão nhìn thấy lục thiếu du, đang nháy mắt, dường như đang nói gì đó với mình. Bạch Mi, ta không có kiên nhẫn đâu. Nếu không rào thiên tàm bảo giáp ra, ta liền giết tiểu tử này. Sau đó, người ở đây, ta chậm rạc đánh chết dần dần. Nhìn ngươi có thể bảo vệ được mấy người. Hỏa âm quái lạnh nhạt nói. Nộ diễm quyền. Hỏa âm quái còn chưa dứt lời. Ngay trong nháy mắt này, chân khí của lục tiêu du chấn động. Chân khí nóng bỏng lao ra ngoài. Hỏa âm quái vẫn đang áp chế mình, nên ở gần trong gang tức. Nộ diễm quyền đánh ra, sau đó thân hình lùi nhanh. Hỏa âm quái căn bản cũng không có nghĩ đến người bị mình phong bế kinh mạch lại có thể khôi phục nhanh chóng. Mặc dù nói một vũ sĩ công kích không cách nào trọng thường hắn, nhưng nếu gần trong gang tấc trúng bột quyền này, tự nhiên cũng không dễ chịu. Thân hình lui lại né tránh, đồng thời hét lớn một tiếng. Thì ra là vũ giả song hệ, tiểu tử người muốn chết rồi. Sắc mặt hỏa âm quái biến hóa, mũi chân điểm vào mặt đất, thân thể giống như trượt dài, lùi ra song 10 mét, vừa mới tranh né một quyền của lục thiếu du, oanh một tiếng, nội diễm quyền của lục thiếu du nện vào vị trí đặt chân của hỏa âm quái, lập tức một tiếng vang xuất hiện, đã vụt bay lên, từng đạo khe hở lan tràn ra chung quanh, hỏa diệm bắn ra ngoài, một quyền này lục thiếu du đã dùng toàn lực, nhưng không thể làm gì được hỏa âm quái, mà cũng trong nháy mắt này, thân hình hỏa âm quái lướt tới, lao thẳng tới lục thiếu du, trong mắt của hắn đầy sát ý, hỏa âm quái ăn một trưởng của ta. Cũng vào lúc này, bạch mi trưởng lão sớm chú ý tới lục tiêu du nháy mắt. Tuy kinh ngạc, lục tiêu du làm sao có thể giải kinh mạch bị phòng bế, nhưng mà hắn vẫn lao tới thật nhanh. Trường phong lăng lệ đánh ra, quét qua mặt đất, cắt đá bày tứ tung, đem tầng đất đá bị quét bay lên cao. Trong thời gian này, đồng tử bạch mi trưởng lão hơi cò lại, trên khi toàn thân đột nhiên tăng vọt, một đạo thủ ấn ngưng tụ, trường ấn màu vàng đánh thẳng vào hoa âm quái Bạch Mi, hôm nay ta muốn giết tiểu tử này. Dường như hỏa âm quái đã bị lục thiếu du chọc giận, cười lạnh sông lên. Không ngờ lại không thèm để ý sau lưng bị Bạch Mi trưởng lão công kích. Thân ảnh đột nhiên lao nhanh tới, tốc độ khủng bố như điện quang lóe lên. Mấy bóng dáng hư ảo hiện hiện, nhanh chóng tiếp cận lục thiếu du. Hắn đánh ra một trường trực tiếp đập vào người lục thiếu du. Lục thiếu du căn bản không thể tránh né, bởi vì thực lực chênh lệch quá lớn, tốc độ cũng kém nhau quá xa. Vốn tưởng rằng có thể thừa cơ đảo thoát, không nghĩ tới tốc độ của hỏa âm quái lại còn khủng bố như vậy. Mà xui xẻo nhất là nếu lùi ra phía sau là vách núi, căn bản không có được lùi nữa. Lúc bây giờ, dường như không hề do dự, lục thiếu du hất tay áo lên. Một đạo tiềm điện màu vàng nhạt lóe lên. Đạo hào quang màu vàng nhạt này, không biết là cái gì, lại xuyên qua trường ấn của hỏa âm quái, lập tức bắn thẳng vào hỏa âm quái yêu thú. Tốc độ vô cùng nhanh chóng, chỉ có hỏa âm quái đang ở chính diện là nhìn rõ ràng. Đạo hào quang màu vàng nhạt này chính là yêu thú loại rắn. Có thể trực tiếp xuyên thấu qua trường ấn của mình, thần sắc của hỏa âm quái hoảng hốt. Yêu thú này tuyệt đối không phải thứ tầm thường. Hắn không dám chủ quan, đánh ra một hồi trường. Một đạo hòa diệm đánh tới, công kích yêu thú kia. Suy, suy, Yêu thú nào có hào quang màu vàng nhạt này tất nhiên chính là Tiểu Long. Lúc này, nó nhìn thấy một trường đánh tới. Cái miệng nhỏ của Tiểu Long há to, phun ra một đạo hỏa diễm. Hỏa diễm va chạm với trường ấn. Ngọn lửa này không lớn, nhưng lại bao trùm bột trường của hỏa âm quái. Hai bên va chạm vào nhau, trường ấn bị đốt cháy, nhanh chóng, tiêu tan mất. Tiểu Long phun, hỏa diễm, dường như không phải hỏa diễm tầm thường. Nhưng mà thực lực Tiểu Long cuối cùng vẫn còn hơi yếu. Chỉ trong nháy mắt, trường ấn xuyên qua hỏa diễm của Tiểu Long, đánh vào thân thể của Tiểu Long, làm cho nó rơi xuống vách núi. Chỉ nghe phành một tiếng, mà vào thời điểm này, một trường của Bạch Mi trưởng lão đánh tới, được Tiểu Long kéo dài trong nháy mắt. Trường ấn này đánh vào lưng của hỏa âm quái, những đời trường ấn đi qua, sinh ra âm thanh xé gió, công kích này quá cường hãn, Bạch Mi trưởng lão cũng vận dụng toàn lực. Phúc! Phúc! thân thể hỏa âm quái chấn động, phun ra máu tươi. Một trường của bạch mi trường não, hắn không cách nào ngạnh kháng được. Tân hình lão đảo tiến lên phía trước. Tiểu tử, người hãy chết đi cho ta. Hóa quái cười lạnh một tiếng, miệng phun máu tươi, nhưng lại đánh thêm một trường bao trùm lục thiêu du. Lão quái, phải chết thì cùng chết, thành linh khai giáp, khai sơn trường. Lục thiêu du biết không thể lùi được nữa, hắn cũng không phải loại người cam tâm mặc cho người ta chém giết lập tức ngưng tụ thành đỉnh khải giáp, vận dụng toàn lực đánh ra một chiêu khải sơn trưởng. Bang, bang. Hai trường ấn va chạm với nhau, lực lượng to lớn trùng kích tới, thân thể Lục Tiêu Du lập tức bị đánh bay về phía vực sâu hùn hút ngay sau lưng. Lục Tiêu Du vốn còn muốn sau khi vận dụng khai sơn trưởng lại vận chuyển chủ tư quyết, nhưng đối phương căn bản không cho hắn cơ hội này. Thân hình của hắn rơi vào vực sâu vạn trượng ở bên dưới, Phành một tiếng, bạch mi trưởng lão tiếp tục đánh ra một trường vào lưng hỏa âm quái. Âm thanh nổ tung vang vọng. Hỏa âm quái bị bạch mi trưởng lão dùng một trường đánh ta chân khí, tàn chân khí hộ thể, trực tiếp đánh vào thân thể của hắn. Đối phương phun một ngụm máu tươi, thân hình lảo đảo rơi xuống vực sâu trước mặt. Bạch mi trưởng lão lập tức huyết xáo, hai con nhàm thứ trên cao lập tức lào xuống trên vách núi. Thiếu du! Thần sắc của lục vô song kinh hãi, phóng từ chỗ vách núi. Hai người độc cụ bằng lan cùng Thúy Ngọc đưa mắt nhìn nhau, thân sắc lập tức trầm xuống. Hai nàng kinh hoàng lao tới bên cạnh vách núi. Chỉ có ánh mắt hai người lục thiếu hộ cùng vương quang là hà hê và cười lạnh. Dưới vách núi vạn trượng là mây mù trắng xóa dày đặc, không sầu thấy đáy. Không có ai biết vách núi này cao bao nhiêu, cũng không cách nào nhìn thấy phía dưới thế nào. Trưởng lão, người nhất định phải cứu thiếu du, lục vô song nhìn chằm chằm vào vực sâu dưới vách núi sắc mặt tái nhợt rời xuống vực sâu thế này cho dù có vũ kỹ phi hành phong hệ thực lực vũ sĩ cũng khó mà lên được vô song nhàm thứ đã xuống dưới nhất định có thể cứu được thiếu du bạch mê trưởng lão nói ra nhưng mà trong nội tâm lại thở dài vách núi này chính là một khu vực kỳ lạ của sơn mạch vụ đô sâu không thấy đáy phía dưới thế nào thì chưa từng có ai xuống qua xuống chi vừa rồi bạch mi trưởng lão cũng nhìn thấy lục thiếu du trúng một trường của hòa âm quái lại té xuống vực sâu chỉ sợ giữ nhiều lành ít hiện tại chỉ có thể dựa vào kỳ tích mà thôi sau một lát hai con nhàm thứ lao lên xoay quanh trên không trung kêu si si đang nói cái gì đó trưởng lão nhàm thứ không cách nào xuống dưới phía dưới đều là sương mù dày đặc căn bản là nhìn không thấy gì nữ chấp sự trùng điền vần dương tông nhìn qua bạch mi trưởng lão nói ra. Trưởng lão, vậy làm sao bây giờ? Nhất định phải cứu được thiếu du, ta muốn xuống dưới tìm hắn. Nước mắt trong mắt lục vô song chảy dài, muốn thả người nhảy xuống vực sâu vạn trượng. Vô song. Người xuống dưới đó cũng chỉ chịu chết mà thôi. Chúng ta lại nghĩ biện pháp đã, người tỉnh táo một chút. Bạch mê trưởng lão giữ chặt lục vô song, lập tức quay đầu nhìn qua vườn bình nguyệt nói ra. Vương Minh Nguyệt lão đệ, có biết biện pháp nào xuống dưới hay không? Không thể đi xuống trực tiếp, vạch núi này dường như tiến thẳng vào lòng đất, không ít cường giả đã thử qua, cũng không có cách nào đi xuống. Phía dưới cũng không biết thông tới nơi nào, không ai biết được cả. Vương Minh Nguyệt nói nhỏ, té xuống thì tiếc chắc, chúng ta vẫn nên đi thôi. Lục Tiêu Hổ nhàn nhạt nói ra một câu, không, ta muốn xuống dưới cứu Thiếu Du. Hai con mắt của Lục Vô Song rưng rưng nước, trong lúc bất trì bất giác, nàng cảm giác được linh hồn của mình dường như mất đi cái gì đó. Trong lòng trở nên kiên định, thiếu dù nhất định sẽ không chết, nhất định đang ở dưới đời nàng. Vô xong người tỉnh táo một chút đi, đây không phải vách núi bình thường, ta sẽ nghĩ biện pháp. Bạch mi trưởng lão nói xong, hắn đánh vào gáy lục vô song, lục vô song lập tức ngất đi. Ta đi xuống xem một chút. Bạch mi trưởng lão giao lục vô song cho nữ chấp sự trung niên. Lập tức nhảy lên nham thứ Tự mình dẫn nham thứ bày xuống dưới Bên dưới vách núi Sau khi xâm nhập trăm mét Thì sương mù màu trắng dày đặc càng đồng đậm Dùng với tu vi của bạch mì trưởng đáo Hắn chỉ nhìn thấy vài mét mà thôi Mà yêu thú nham thứ Thì hoàn toàn không nhìn thấy rõ ràng Trong sương mù dày đặc thế này Không phân rõ Trung quanh căn bản là không cách nào tiến thêm nửa thước Bạch mi trưởng lão nhìn trung quanh Vẫn là sương mù đồng đậm trừ sưng bù ra, không còn có thứ gì khác nữa. Thiếu du! Bạch mì trưởng lão hô to vài tiếng, truyền tới chỉ là hồi âm từ vách đối vọng về mà thôi. Vực sâu này không hề thấy đáy. Trưởng lão, thế nào rồi? Bạch mi trưởng lão cưỡi nhám thứ nhảy lên vách đá, độc cổ bằng làn hỏi ngay. Không có biện pháp, phía dưới cận bản nhìn không được rõ ràng, nhám thứ cũng không cách nào xuống dưới, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít bạch mê trưởng lão thở dài một hơi rồi nói ra. Vũ giả tam hệ, thiền phu đỉnh cấp, Vân Dương Tông chúng ta mất đi một đệ tử thân truyền rồi. Một gã chấp sự thở dài, Vũ giả tam hệ, cả Vân Dương Tông cũng chỉ có một người mà thôi. Thiêu điền vừa rồi là Vũ giả tam hệ sao? Vừng minh nguyệt kinh ngạc nói. Chúng ta đi thôi, hy vọng kỳ tích xuất hiện, thiêu du có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. Nếu không, lần sau nhìn thấy lục trung, ta cũng không biết nên bàn giao thế nào. Bạch mi trưởng lão chỉ biết im lặng và nói ra mấy câu đó. Bạch mi chẳng lẽ là hắn là con của Lục Trung sao? Lúc bây giờ, vừng bình nguyệt vô cùng đầy kinh ngạc. Không sai. Bạch mi trưởng lão than nhẹ một tiếng, khẽ lắc đầu lập tức nói. Chúng ta đi thôi, nơi này không an toàn, tránh dẫn cường giả khác bị thu hút tới. Chúng ta đi trước thôi. Chúng ta đi thôi. Bên cạnh vách núi, Độc cô băng lan nhìn Thúy Ngọc nói ra. Người nói hắn có cơ hội tìm được đường sống trong chỗ chết không? Thúy Ngọc nhìn chằm chằm và vực sâu mà hỏi. Hắn không giống như người chết non, nhất định sẽ tìm được đường sống trong chỗ chết. Độc cô băng lan lại nói. Chỉ mong là như thế. Thúy Ngọc bây giờ nói nhỏ một tiếng, rồi sau đó tu liễm thần sắc, mỉm cười nói tiếp. Chúng ta đi thôi. Trên vách núi, đám người bánh mi trưởng lão mang thi thể đệ tử Vân Dương Tông mai táng tại hoàng nguyên, thu hồi túi không gian của mọi người. Hai con nhàm thứ bay lên trời, mọi người biến mất trên vách núi. Nhìn chằm chằm vào vách núi, càng ngày càng xa. Trên đường nhàm thứ, ánh mắt Thúy Ngọc vẫn nhìn chằm chằm vào vách núi, lẩm bẩm. Ta, tại sao lại nghĩ tới hắn chứ? Lại nói lục thiêu du ngã xuống vách núi, thì trong lòng tuyệt vọng. Trong cơ thể bị một trưởng của hỏa âm quái trùng kích, máu tươi phun ra. Hắn ta đã bị trọng thương, khí huyết nhộn nhạo, thân hình không ngừng rơi xuống trong mây mù. Lục tiêu du lúc bấy giờ nghe được tiếng gió đang gạo thét bên tai. Hắn đang rời xuống. Trái tim của hắn đập loạn giống như muốn xé tan lồng ngực, lao ra ngoài. Làm sao bây giờ? Chết chắc rồi. Lục tiêu du nghĩ thầm trong lòng. Bản thân của mình sẽ không chết đâu. Còn có mẫu thân phải chiếu cố. Hắn nghĩ nếu như mình có vũ kỹ phi hành, nói không chừng, còn có thể có cơ hội chạy trốn, bằng không, hắn chết chắc. Sưu, sưu. Vào lúc này, âm thanh xé gió bén nhọn chuyển tới. Tiểu Long lại xuất hiện bên người. Thân hình của nó không ngừng rời xuống. Tê, tê. Tiểu Long cũng cảm giác được tình huống của Lục tiêu Du thả lưỡi ra trùng động tê tê. Nhưng căn bản không có chút biện pháp nào. Đó là cái gì? Trong lúc khoảng sợ, trong ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn tới một nơi không có xương bù dày đặc trẻ phụ địa phương khác đều là sương mù trắng xóa. Đây là một nơi kỳ lạ, nhưng mà khu vực đó còn cách vị trí hắn rơi xuống một khoảng cách. Ở đó có chút cổ quái, nói không chừng có cơ hội sống sót. Lục tiêu du không do dự, cũng không biết lực lượng to lớn sinh ra từ đâu. Con người lâm vào tuyệt cảnh, có chút thời điểm sẽ bộc phát tiềm năng lớn nhất. Một trường chụp vào hư không, lục tiêu du mượn một tia phản lực, thân hình hơi dừng lại. Nhưng chính vào lúc này, khi lực toàn thân lục tiêu du tụ tập lại, đột nhiên bật về phía trước. Trong chốc lát, lục tiêu du lại rơi xuống lần nữa, nhưng mà nhờ cú nhảy này, hắn đã tiến vào khu vực không có sương mù. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Trong lòng lục tiêu du vô cùng kinh ngạc, Rốt cuộc biết rõ vì cái gì nơi này không có sương mù che đậy. Thì ra, nơi này không biết có gió lốc sinh ra từ đâu, giống như một vòng xoáy sinh ra được bài dích cực lớn. Mây mù xung quanh tán đi, mà ở bên trong lại sinh ra lực hút cực mạnh. Thần hình của hắn bị lực hút này kéo vào trong. thân thể không bị khống chế, không ngừng xoay tròn trong gió lốc. Tuy tốc độ rơi xuống chậm lại không ít, nhưng mà xoay tròn làm mắt lục tiêu dù nổ đom đóm, đầu óc hỗn loạn và chóng mặt. Lần này thì chết chắc rồi, đây rút cuộc là nơi nào? Lục tiêu du nghĩ thầm trong lòng, trên người bố trí thanh linh khải giáp đã càng ngày càng mờ nhạt. Lực hút này cực kỳ khổng lồ, giống như lưỡi đau gọt qua thân thể nếu như không phải trên người có thành linh khải giáp giá trị chỉ sợ bản thân của mình hiện tại đã biến thành đống xương trắng trong lực hút khổng lồ ở nơi này lục tiêu du cảm giác được bản thân mình không kiên trì nổi thành linh khải giáp trên người không thể tiếp tục trèo trống thành linh khải giáp tiêu tán bản thân sắp hóa thành xương trắng đúng vào lúc này lục tiêu du đột nhiên cảm giác lực hút dường như tiêu tán không còn nữa thân hình của mình rơi xuống nhanh chóng. Phanh một tiếng, Lục Thiếu Du cảm giác bản thân mình rơi thẳng xuống đất, miệng phun máu tươi, lập tức hồn mê. Thiếu Du, Thiếu Du! Trên lưng nhảm thú, Lục Vô Song chậm rãi tỉnh lại, mở hai mắt ra nhìn chung quanh, không thấy thân ảnh Lục Thiếu Du, lập tức sốt ruột hỏi. Trưởng lão, Thiếu Du đâu rồi, có cứu được Thiếu Du không? Vô Song tỷ Lục Thiếu Du đã chết rồi, tỷ không cần nghĩ tới hắn nữa, rớt xuống vách núi thì chết chắc Lục thiêu hổ lại nói Không đâu, thiêu dù sẽ không chết đâu Ta muốn đi cứu hắn Ta làm sao bàn giao với tam di đây Lục vô song thất thần nói Bắt đầu dãy ruộng Định ra khỏi tay nữ chấp sự trung niên Vô xong người hãy tỉnh táo lại một chút Ta tự mình xuống dưới xem qua Thiêu dù là giữ nhiều lành ít Nếu như có thể tìm được đường sống trong chỗ chết Ngày nào đó, người sẽ gặp được hắn Người như vậy cũng không giúp được cái gì đâu Bạch mi trưởng lão nói ra, trong lòng của hắn cũng không quá tin tưởng, có người rớt xuống vách núi đó còn tìm được đường sống trong chỗ chết. Tăng thêm thực lực lục thiếu du, chỉ là vũ sĩ mà thôi. Thiếu du! Lục vô song khóc rống lên, nhưng cũng không có chút biện pháp nào cả. Nghĩ đến đường đệ bởi vì cuối cùng cứu mình khi bị hỏa âm quái uy hiếp, trong nội tâm càng bi thương và có chút tự trách. Cũng không biết trôi qua bao lâu, lục thiếu du tỉnh lại từ trong hỗn loạn, cảm giác chân khí trong cơ thể tán loạn, huyết khí cuồn cuộn, toàn thân khó chịu, nói không nên lời. Có cái gì đó đang điếm láp mặt của mình. Lục tiêu Du mở hai con mắt ra, phát hiện Tiểu Long đang ở bên cạnh mình. Trung quanh là một sơn động đá không lớn không nhỏ. Tiểu Long, ta không có chết. Lục tiêu Du nhìn thấy Tiểu Long, lập tức ý thức được bản thân mình không có chết. Hắn vẫn còn sống. Đánh giá trung quanh, Lục tiêu Du nhìn sơn động này chỉ lớn chừng 7 mét. Trên mặt đất đều là hòn đá, gập gành, không có một tia bụi đất. Nhưng trên mặt đất bị phủ kín, không ít xương cốt vỡ nát. Lục tiêu du lập tức giật mình, lập tức rãy giụa ngồi xuống. Trong sơn động này có không ít xương cốt, thì khí ôm um toàn, toàn thân đều kẽ run rẩy Hỏa âm quái. Cũng vào lúc này, lục tiêu du nhìn thấy cách mình không xa chính là hỏa âm quái nằm trên mặt đất, cũng không biết là sống hay chết. Lục Tiêu Du không biết hỏa âm quái làm sao lại rơi xuống đây, nhưng trong nội tâm biết rõ, hỏa âm quái nếu không chết thì hắn sẽ không may. Do dự một chút, nhìn qua hỏa âm quái, Lục Tiêu Du dãy rụa di động thân thể tới trước người hỏa âm quái. Cảm giác hỏa âm quái vẫn còn thở, hắn chỉ đang hôn mê mà thôi. Lúc này không hạ thủ, đời hỏa âm quái tỉnh lại thì muộn rồi. Trong lòng Lục Tiêu Du trầm xuống, sát ý sinh ra hắn chính là bị hỏa âm quái đánh rơi xuống vách núi đúng như vậy nhưng vào lúc này hỏa âm quái khẽ chấn động thân hình chậm rãi đứng lên que miệng còn có một tia vết máu nhìn chằm chằm vào chung quanh và thấy lục tiêu du nhìn thấy sát ý trong mắt lục tiêu du thì lập tức nói tiểu tử người người muốn làm cái gì đây lục tiêu du biến sắc mặt hỏa âm quái đã tỉnh lại chính mình gặp phiền toái chỉ có thể tựa dịp hắn bệnh lấy mạng của hắn lập tức quát một tiếng. Tiểu Long, nhanh giết hắn đi. Tê tê. Thân ảnh Tiểu Long lao tới. Tiểu Long và Lục Thiếu Du đã sớm đạt tới mức tâm ý tưởng thông. Trong lòng Lục Thiếu Du suy nghĩ cái gì, Tiểu Long đều có thể cảm giác được. Lúc này, thân hình như điện, nó lướt tới chỗ hỏa âm quái. Tiểu tử, ngươi dám mà. Hỏa âm quái lập tức kinh hoàng thất sắc. Uy lực của yêu thú này, hắn đã nhìn thấy, không dám khinh thường, lập tức kết xuất thủ ấn, nhưng vào lúc này, hỏa âm quái vừa mới vận công, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. thân thể trúng hai trưởng của bạch mì trưởng lão, cộng thêm ngã xuống sơn động này, đã bị trọng thương nặng. Vừa vận công thì khí huyết công tâm. Tiểu Long lúc này đã lào tới như tia chớp, nó lướt lên người của hỏa âm quái. Sau đó trong miệng nhỏ có hai tràng lành hiện ra. Hàn quang ôm um tùm cắn vào cổ của hỏa âm quái. Một đạo huyết dịch phun ra. Hỏa âm quái trẻ lấy cổ, thần sắc vô cùng kinh hãi, nhìn chằm chằm vào tiểu long từ trên cổ có một đạo năng lượng trùng kích óc của hắn phá hủy óc của hắn linh thú không ngờ là linh thú hắn vừa nói xong toàn thân run rẩy thất khiếu hỏa âm quái chảy máu sắc mặt biến thành bầu đen giống như trúng độc cực nặng thân hình run rẩy hai cái sau đó miệng vùn máu đen không còn chút sinh cơ nào cả có độc sao nhìn thấy thi thể hỏa âm quái lục tiêu du kinh ngạc Tiểu Long chỉ cắn có một cái là có uy lực cường hãn như thế. Hòa âm quái giàu gì cũng là cường giả vũ phách, không ngờ cũng bị Tiểu Long cắn chết. Quả là đáng tiếc. Trong lòng lục tiêu du cảm thán, hòa âm quái vừa chết, bản thân hắn không cách nào thôn phệ chân khí của hắn để sử dụng. Nhưng hỏa âm quái vừa chết, mình xem như đã an toàn, cái mạng nhỏ này vẫn được bảo trụ tốt. Đánh chết hòa âm quái xong, Tiểu Long lại tiếp tục tiến tới cổ của hòa âm quái, há mồm cắn xuống. Sau một lát, chỉ thấy thân thể tiểu long bành trướng lớn nhỏ 3 mét, mà thi thể hòa âm quái hóa thành thây khô, huyết nhục bị tiểu long thổn vệ. Thân thể tiểu long trùn xuống, hào quang bao phủ quanh thân thể, thân hình lại biến thành bộ dáng dài 10cm, lưỡi phun ra nuốt vào giống như đã ăn no. Sau đó, thân mật đến bên người lục thiếu du. Đời này đúng là quái dị thật. Lục thiếu du đánh giá chung quanh, trong sân động thì cốt không phải là số ít. Từ sân cốt có mấy nhân loại, các thứ khác không biết là yêu thú hay dạ thú. Sân động này không có thứ gì khác, mà trần sân động lại có lỗ nhỏ rộng tới 2 mét. Chính mình và những chủ nhân thì cốt nơi đây có lẽ đều là gió lốc hút vào trong đây. Vẫn nên điều tức khôi phục thường thế cái đá. Lục Tiêu Du lập tức khoanh chân ngồi xuống. Hắn bị thương lần này không nghi ngờ là lần nặng nhất. Có đàn dược chữa thương trên người bốn khôi phục cũng cần thời gian không ngắn cũng chỉ có khôi phục xong mới nghĩ biện pháp rời khỏi nơi đây vận chuyển âm dương linh vụ quyết chân khí trong kinh mạch chậm rãi chảy khắp toàn thân lục tiêu du bắt đầu chậm rãi điều tức tiểu long sau khi nuốt huyết dịch toàn thân của hỏa âm quái thì đạt được không ít chỗ tốt quanh thần của nó sinh ra hào quang nhàn nhạt xoay quanh người lục thiếu du dường như cũng đang tù luyện thời gian chậm rãi trôi qua trong thời gian lục tiêu du điều tức trên không thành vụ đô có hải nhàm thú xoay quanh đám người bánh mì trưởng lão vương bình nguyệt cũng tiến vào trong thành vụ đô thành vụ đô chính là địa bàn của vân dương tông vương bình nguyệt thân là trưởng lão ngoại môn cũng là thành chủ thành vụ đô thành vụ đô nằm ở biên giới linh vụ đại lục cùng cổ vực nên diện tích cũng không nhỏ trong thành cũng có mấy chục vạn nhân khẩu bởi vì tới gần sơn mạch vụ đô phần lớn đều là giang binh và thương gia còn có không ít vũ giả, có linh giả ở trong đó cũng không có gì bất ngờ. Có thể nói là rồng rắn lẫn lộn. Nhưng mà có Vân Dương Tông ở sau lưng, người tới thành vụ đô không dám nháo sự. Vân Dương Tông cũng không phải dễ trêu vào, người bình thường không chọc nổi Vân Dương Tông. Lần này nghe được tin tức trong sơn mạch vụ đô có thiên tạm bảo giáp xuất hiện. Hắn dẫn theo đệ tử tiến vào sơn mạch vụ đô tầm bảo. Cuối cùng, ngoài ý muốn đạt được thiên tạm bảo giáp lại bị hỏa âm quái đuổi giết, cuối cùng phải phát tín hiệu cầu viện, không ngờ dẫn đám người bạch mi trưởng lão tới. Minh Nguyệt lão đệ, người nghĩ biện pháp đi tới vách núi đó thăm dò tin tức của lục thiêu du, chúng ta phải quay về trong tông rồi. Trong đại điện thành vụ đô, bạch mi trưởng lão lại nói, lúc này ở đại điện đã sớm có người bưng đồ ăn và trái cây lên. Yên tâm đi, lục thiêu du là con của lục trung, ta tự nhiên sẽ chú ý nhiều. Lần này lục tiêu du gặp chuyện ngoài ý muốn lần sau nếu nhìn thấy lục trung chúng ta cũng không dễ bản sao. vương minh nguyệt lại nói đúng như vậy đó lần này ta đi trấn thanh vân cũng không có nhìn thấy hắn bạch mi trưởng lão cũng nói vương minh nguyệt nói tiếp lần này quay trở lại vân dương tông bạch mi huynh mang theo thiền tảm bảo giáp về trong tông đi biến cho người nhớ thương đưa vào trong tông rồi kẻ nào cũng không dám suy nghĩ tới vương minh nguyệt lại nói cũng tốt Minh Nguyệt lão đệ, ngươi lần này xem như lập công, đến lúc đó nói không chừng có cơ hội triệu hồi về tông đấy. Mọi người nghỉ ngơi một chút, lại cưỡi nhàm thứ đi về Vân Dương Tông. Phải mau chóng đưa đệ tử mới về Vân Dương Tông. Bạch mi trưởng lão cũng không dám trì hoãn. Lần này có một vũ giả tam hệ chết đi, trở lại trong tông, không tránh được trách phạt. Chỉ mong đạt được thiên tàm bảo giáp ưu khuyết điểm bù nhau, có thể miễn trừ được sự xử phạt cho đến ba ngày sau trong sân động hào quang màu vàng đang cuốn quanh người lục tiêu du hào quang co rút lại chui vào lỗ chân lông toàn thân miệng của hắn phun ra một ngụm máu bầm trên mặt đã xuất hiện một chút hồng nhuận phờn phớt ba ngày điều tức thường thế đã tốt ba thành đi lại đã không thành vấn đề nữa nhận định phải mau chóng tăng cường thực lực mới được trong nội tâm của lục tiêu du hắn ta thầm nhủ thầm nói như vậy nếu như trước đó mình có đầy đủ chiến lực cũng sẽ không xuất hiện tình huống này. Hiện tại, mình có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. Tiếp theo có cơ hội như thế, không còn khó nói. Tất cả phải dựa vào thực lực của mình mới được. Tiểu Long leo lên đầu gối Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du nhìn qua thân thể Tiểu Long so với ba ngày trước. Thân thể của nó dài hơn một chút, đã dài tới 15cm. Sau khi hơi kinh ngạc, Lục Tiêu Du cũng đoán được ra hẳn là tiểu long nuốt huyết dịch của hỏa âm quái, sau đó đạt được một ít chỗ tốt. Xem ra tiểu long cũng giống mình tu luyện ẩm dường linh vũ quyết, có hiệu quả tu luyện như nhau. Lục Thiếu Du thu tiểu long vào trong tay áo, đứng dậy đánh giá chung quanh, ý định nghĩ biện pháp đi ra khỏi nơi này. À, ta sẽ sử dụng tối không gian. Đúng rồi, ta sẽ sử dụng tối không gian để đi ra khỏi nơi này. Quả là điều tuyệt diệu kính thưa tất cả quý vị khán thính giả câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo